Xin chào mọi người và đặc biệt là những bạn gái tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Đây là video clip mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái tử vi của năm Tân Sửu năm 2021 đối với tuổi Kỷ Mùi nữ mạng, cũng như là vận hạn 6 tháng đầu năm của năm Tân Sửu, một trong những cái năm mà các bạn phạm xung thái tuế sẽ báo hiệu nhiều điều không mấy tích cực. Phần lớn mình nghiên cứu thì nó nặng về phần sức khỏe và tình cảm gia đạo. Còn với sao Thái Dương chiếu mạng thì rõ ràng là người Kỷ Mùi ở trong năm Tân Sửu sẽ đỡ đần hơn là cái năm Canh Tý năm 2020. Một cái năm dù rằng là chỉ là bị nhị hại ở trong địa chi, nhưng mà do vận thế của năm quá xấu, năm Canh Tý không có chính tinh, cho nên là cái năm nhiều tai ương, tật ấp và bệnh hoạn, cho nên là cuối cùng đối với người Kỷ Mùi sinh năm 1979 nữ mạng cũng chẳng có gì là lợi lộc. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải xét từng cái khía cạnh xem rằng là Kỷ Mùi nữ mạng sẽ được cái gì và mất cái gì ở trong năm Tân Sửu năm 2021 với cái xung thái tuế của mình. Đầu tiên là người Kỷ Mùi là những người sẽ sinh vào cái thời gian dương lịch là từ 28 tháng 1 năm 1979 cho đến ngày 15 tháng 8 năm 1980. Năm Kỷ Mùi là một năm gọi là năm nhuận, cho nên là có một tháng, có hai tháng trong năm nó giống nhau, cho nên là kéo đến tận ngày 15 tháng 2 năm 1980 mới là chuyển năm. Người Kỷ Mùi thì người ta nói là cầm tinh của con dê, nhưng mà tướng tinh lại là con rùa, cho nên là thường người Kỷ Mùi cũng là người gốc mệnh thiên thượng hỏa, nhưng giữa nữ Kỷ Mùi và nữ Mậu Ngọ thì nữ Mậu Ngọ thì phách bao nhiêu, tức là nhanh bao nhiêu, gọi là đốt cháy giai đoạn bao nhiêu, thì Kỷ Mùi lại là người trầm lắng và từ từ bấy nhiêu, có chuyện gì tới nó tới cứ chậm chậm. Nhưng mà chính vì điều đó là người Kỷ Mùi ít gặp thăng trầm hơn là người Mậu Ngọ nữ mạng. Họ đi bước nào chắc bước đó và chịu nhịn nhục hơn. Cho nên nếu mà xét cùng là thiên thượng hỏa thì phải nói là thất bại trong hôn nhân thì Mậu Ngọ thất bại nhiều hơn là Kỷ Mùi. Họ Kỷ Mùi là phải chịu đựng, không thể nào chịu đựng được nữa thì mới quyết định chấm dứt. Chứ còn không thì cũng ráng lắm, cũng thôi kệ nó, nhịn thì năm bảy cũng nhịn và nhục thì năm bảy cũng nhục, thôi kệ ráng. Nhưng mà khi mà người Kỷ Mùi nó đã buông rồi thì thật sự là nó đã quá quắt lắm rồi, chứ không phải là một cái chuyện đơn giản mà người Kỷ Mùi buông bỏ. Vì người Kỷ Mùi tôn trọng tình cảm, nói về tôn trọng tình cảm thì người Kỷ Mùi tôn trọng tình cảm hơn là nữ Mậu Ngọ. Thôi bây giờ mình trở lại cái tử vi, cho để mà nói một hồi là nó đi tùm lum tà la hết, không có khống chế được. Đầu tiên hết là xét về mạng thì người Kỷ Mùi là mệnh thiên thượng hỏa, gặp năm Tân Sửu là một năm thổ, như vậy bổn mạng là bị sinh xuất của năm, hỏa sinh thổ, cho nên là người ta nói là sinh xuất chủ về sức khỏe suy hao, bổn mạng không có được tốt lắm. Trong các cái mà về bổn mạng thì gọi là bổn mạng xấu nhất vẫn là sao, năm khắc bổn mạng. Thí dụ giống như năm tới là năm thổ, năm 21 là năm thổ, những người mệnh thủy thì thổ khắc thủy thì bổn mạng dễ đụng chuyện và đi luôn lắm. Tới thấu nhì là mệnh của mình khắc năm. Thí dụ giống như là năm tới là năm thổ, người mệnh mộc là mộc khắc thổ là xấu nhì. Còn nếu như mà tới xấu thứ ba đó là sinh xuất bổn mạng, là người mệnh hỏa gặp năm thổ là sinh xuất, cho nên bổn mạng bị suy hao. Sao chiếu mạng lại là một cái phúc tinh rất tốt cho những người hành hỏa. Vì sao? Vì đó là sao Thái Dương, một phúc tinh hành hỏa. Sao Thái Dương này rất là mạnh, cho nên là người ta nói gặp sao Thái Dương là một phúc tinh tốt nhất cho đường danh lập, quan vận. Như vậy là những người mà làm trong cơ quan hãng xưởng thì người Kỷ Mùi nữ mạng thì năm tới là một năm rất dễ được thăng tiến, thăng quan tiến chức, lên lương lên thưởng. Đó là một cái điều tích cực, dù rằng là dự đoán của các nhà kinh tế học mọi thứ thì nói rằng năm Tân Sửu chắc chắn là một năm sẽ tiếp tục khó khăn. Nhưng mà mình xem về chiêm tinh cũng như là tính về vận thế của năm thì rõ ràng năm Tân Sửu
khó khăn thì tất nhiên là vẫn còn, nhưng tươi sáng hơn năm Canh Tý rất nhiều, có nhiều thuận lợi hơn ha. Rồi hạn thì hạn của năm là hạn Địa Bổng, một cái hạn là báo hiệu một năm khá nhiều trắc trở, lo âu cho cái người nữ mạng Kỷ Mùi. Gặp hạn Địa Bổng thì người Kỷ Mùi luôn thâm ấp lo âu, vốn dĩ người Kỷ Mùi đã là người hay lo rồi, gặp nạn mà cái hạn của năm là hạn Địa Bổng này thì lại càng hay âu lo hơn nữa. Vận niên thì là một vận niên khá tốt, đó là vận niên Dương Hội Ngạn, tức là dê về suối, được uống nước ăn cỏ ngon lành ha. Thường gì suối là phải có cỏ xung quanh chứ, có nước không có phải khát khổ nữa. Đây là một cái vận niên tốt cho đường quan vận. Người ta nói gặp mà vận niên Dương Hội Ngạn thì có nhiều thuận lợi cho người đường danh lộc. Tuy nhiên thương mại thì lại không tốt cho lắm, hay bị người ta gọi là rình rập. Dù rằng nó là một cái vận niên là tốt, tuy nhiên là vận niên này giống như là về suối mà ăn thì dễ hay bị sói rình rập ha, coi chừng cẩn thận. Rồi thiên can của năm là chữ Kỷ với chữ Tân, là bình hòa. Xét về mặt tử vi thì Kỷ Tân không có cái chuyện xung khắc gì hết, nhưng mà xét về nạp âm ngũ hành là chữ Kỷ là thuộc thổ mà chữ Tân là thuộc kim, như vậy nạp âm ngũ hành là sinh xuất, cho nên là một năm rất dễ suy hao, nhưng mà tài lộc là nhỏ hoặc là nằm trong khống chế. Thí dụ như giống như mình có sao Thái Dương, mình làm ra 10 đồng, đáng lẽ mình hưởng được 8 đồng đi, thì nó lại hay suy hao lắm, cuối cùng mình hưởng có 3 đồng, nó mất đi đâu hết ha. Địa chi là Mùi gặp Sửu ha, Thìn tức Sửu Mùi, Sửu Mùi ha, nằm sát nhau trong bộ tứ hành xung. Người ta nói đây là xung thái tuế. Người chắc chắn là những người Thìn tức là Sửu Mùi, thì năm nay là những người tuổi Sửu thì chắc chắn là bị trực thái tuế. Mùi là xung thái tuế, Thìn là bị thái tuế, và tức là bị hình thái tuế. Tức Sửu sát nhau mình là bị hình thái tuế, cho nên là mình là bị xung thái tuế. Mà địa chi mà xung thái tuế, gia đạo dễ gặp nhiều điều không vui, dễ có chia ly ở trong hôn nhân gia đạo. Đặc biệt là người mà xung thái tuế này, có mẹ mà xung tuổi với mình, hoặc là có mẹ mà kỵ tuổi với mình, hoặc là cha kỵ tuổi với mình, thì rất dễ gây ra cái chuyện tăng ngôn ha. Cho nên là nhìn chung thì tử vi cả năm của người Kỷ Mùi, bên cạnh cái việc tốt đẹp của sao Thái Dương vận niên ha, và thiên can, thì rõ ràng là có những cái không tốt về mặt mạng nè, hạn và địa chi, đặc biệt là về địa chi với xung thái tuế Sửu Mùi, cho nên là cần cẩn thận. Chắc chắn rằng là những người nào nắm cái mệnh mà Kỷ Mùi thì không phải ai cũng hoàn toàn giống như mình chia sẻ. Có thể là do cái giờ sinh ngày sinh, cái nạn nó có nhưng mà nó nhẹ, hoặc là có người nạn có một nặng hơn cái này nữa, đó là do cái bát tự ngày sinh giờ sinh của mình, chứ không phải là cứ 100% ai cũng y chang như vậy. Đó là mình chia sẻ trước. Về tử vi thì đây là mình chia sẻ những cái chung thôi, còn dĩ nhiên là vào ngày tháng giờ sinh năm sinh gì đó nữa thì nó sẽ đưa ra những cái cộng trừ nó tốt đẹp hay không. Ví dụ như những người mà sinh trong tháng 6 của năm Kỷ Mùi thì rõ ràng là năm tới sẽ nhiều điều phiền toái hơn nhất ở trong gia đạo và mặt tật bệnh. Đặc biệt là gặp năm xung thái tuế, gặp sinh xuất bổn mạng như thế này thì sẽ có những người rơi vào, mà người nào mà cung tật ách để xấu thì sẽ có bệnh triền miên không có nghỉ, giống như là có một vài người tuổi Mậu Ngọ nữ mạng năm nay cũng bị, thì năm nay Mậu Ngọ bị xung thái tuế thì năm sau thì Kỷ Mùi xung thái tuế, năm tới nữa thì Canh Thân, nó cứ lặp đi lặp lại vậy thôi. Rồi đó là nhìn chung cái mặt về sơ khởi, cái bên ngoài của cái tử vi của năm Tân Sửu năm 2021. Thì bây giờ mình sẽ xét xem là bên trong cái tử vi thì nó có các cái phúc tinh tài tinh gì để mà có cứu vãn được hay không. Thì năm Tân Sửu thì có xung thái tuế, cho nên là vận thế của năm nó cũng không được mấy tích cực. Cung tọa cung tiểu vận thì có các sao cố định như là tướng quân thái tuế, mộ và
mộ và phục binh. Như vậy tọa cung tiểu vận là cái cung chính đó, thì rõ ràng là không có nhiều điều may mắn. À, có tướng quân này á, là nói về danh lập. À, có thể là danh lập của mình được càng vững chắc. Tuy nhiên tướng quân mà đi trước thái tuế rồi cả phục binh thì cẩn thận rằng là bị người ném đá dấu tay, ganh ghét ở trong cái công việc của mình, đặc biệt cho các chị mà làm việc ở trong môi trường quan vận, ha, môi trường mà có tính công an hay là quân đội hay là có tính chỉ huy, các chị có ngồi ở trong cái vị trí chỉ huy là phải cẩn thận ha, coi chừng bị ném đá dấu tay. Rồi báo hiệu một năm có nhiều khó khăn chống phá, từ người mà có thể là người làm cùng hoặc là đồng nghiệp, hoặc là tự gì có tướng quân đi trước thái tuế thì có thể là sếp ở trên đè, cẩn thận ha. Năm nay thì đó là một cái điều mà không phải đơn giản. Rồi cung xung chiếu thì có các sao cố định như là quan đới nè, thiên hư tuế phá, ha, lại đi trước phục binh, tiếp tục là một cái trong cái cung xung chiếu không có mấy tốt đẹp. Hãy đối với các chị mà làm ăn thương mại á, thì giao dịch cẩn thận bị người ta gạt, cẩn trọng có việc có người phá hoại trong công việc đối với những cái người mà làm trong cái cơ quan hãng xưởng. Vì thiên hư quan đới mà đi trước thiên hư thì rõ ràng là có thể tai bay vạ gió, cẩn thận một chút. Tuế phá đi trước phục binh thì rõ ràng là phục binh là cái gì đó có người chống phá, đúng không? Mà tuế phá đi trước nữa thì cái càng tăng thêm cái vẻ hung hại của cái phá tinh phục binh này. Cho nên là năm tới là một năm xung thái tuế, đừng tin người quá đáng, nhất là những người từng là tay chân của mình ha, không có móc ruột cho người ta nghe, coi chừng là móc cái ruột ra là ha, đằng này mới móc là đằng kia người ta biết rồi thì là sẽ gặp chuyện không vui ha. Rồi trong cung nhị hợp thì có trực phù tử phù, báo hiệu sức khỏe không tốt, cẩn trọng trong cái cung nhị hợp ở những cái việc đi xa. Nếu như mà cung nhị hợp là cung phải di chuyển thì di chuyển xa nhớ cẩn thận, đặc biệt là các tháng xung như là tháng 6 nè, và tháng cuối năm tháng 12 ha. Tháng 9 thì nhẹ nhàng rồi. Còn cung tam hợp á, thì có bạch hổ bác sĩ lộc tồn, giải thần phượng cát, thiên quan nhưng bị tuần triệt án ngữ, lại thêm thiên khóc và quan phủ long trì đi ở phía sau, thì rõ ràng là cung tam hợp này cũng không phải gì là ngon lành. Có thể rằng là trước mình có bạch hổ bác sĩ lộc tồn giải thần phượng cát là cái công việc mới, hoặc là mình nhìn thấy những cái cơ hội mới ở công việc, nhưng mà nó chỉ ở dừng ở mức cơ hội thôi, chứ còn mình sáp vô mình làm thì nó lại không có ra đâu hết. Nó gặp cái chống phá, nó gặp cái này cái kia, nhiều cái nó rất là bực bội, cho nên nó là phải cẩn thận, đừng có thấy cái gì ngon lành mà ham hố nhảy vô từ đầu, nhảy vô mà hết mình của mình. Phải cẩn trọng ở mức phải nói là dè dặt một tí xíu ở trong cái năm này. Dù rằng mình có sao thái dương nhưng cái phục cung tam hợp như thế này thì đúng là nhìn vô ban đầu thì cái gì cũng ngon, nhưng mà bắt tay vô làm thì rõ ràng nó không ngon, nó đang thơm nó thành thú quắc rồi. Cho nên là cũng cẩn trọng một tí xíu, nhìn trước ngó sau ha. Người mà kỷ mùi thì lại thích là kết hợp với nhiều người cùng làm ăn thì nên cẩn thận ở những cái mối quan hệ kết hợp, nhất là những cái anh chị mà thích làm thương mại ở bên ngoài như chị nha, chứ còn phải anh là sao khác rồi ha. Đó là nhìn chung cái tử vi cả bên trong lẫn cái bên ngoài nhìn của cả năm đối với người kỷ mùi nữ mạng. Bên cạnh cái việc tốt đẹp như là sao nè, vận niên, thì các cái cung ở bên trong nội tại thì rõ ràng là có nhiều cái sự không tốt đẹp. Cho nên là một người nữ kỷ mùi với năm xung thái tuế thì mọi người phải cực kỳ cẩn thận. Hãy nhớ rằng nè, tôi đang đi, hiện tại tôi có cái áo giáp,
tôi có một cái ngôi sao Thái Dương soi đường, nhưng mà cái đường ấy, chưa chắc nhìn thấy trước bằng phẳng, đang chạy nhanh cái là có cái ổ gà liền, mình sụp là không hay, cho nên là phải cẩn thận nhé các bạn kỹ mùi ha. Đó là nhìn chung. Thì bây giờ mình sẽ tính xem cái vận hạn của 6 tháng đầu năm dựa vào cái các cái cung mệnh tử vi thì nó sẽ như thế nào. Đầu tiên hết á, là phải nói tới tháng giêng, tháng giêng của năm Tân Sửu năm 2021. Dĩ nhiên tháng giêng thì tháng nào cũng là tháng dần, nhưng mà tháng giêng của năm nay là tháng canh dần, à mà tháng canh dần á, thì là một thuộc tháng mộc. Như vậy xét về trụ mạng á, thì người mệnh hỏa mà gặp tháng mộc là được tương sinh, mộc sinh hỏa, bổn mạng và sức khỏe sẽ không có vấn đề gì. À, dù là một năm mình bị sinh suốt năm nhưng mà được cái bổn mạng tương sinh như thế này thì có thể là người kỷ mùi đầu năm không có vấn đề gì đâu, không quá lo lắng về bổn mạng và sức khỏe. À rồi, mà khi bổn mạng được tương sinh thì phúc tinh tài tinh ở trong cái cung mệnh của mình, à, nãy mình nói ở trong nội tại sẽ được phát huy, đặc biệt là giải thần nó sẽ khống chế, có cái sao giải thần là để nhất hóa giải các cái hung tinh khác ở trong cái cung tam hợp. Thì trong cái tháng canh dần thì mình nghĩ rằng không có việc gì quá xấu, không có ai lừa gạt được người kỷ mùi đâu. Rồi thiên can canh kỷ thì vẫn không xung công hợp, trạng thái bình hòa không xung công hợp thì ok, công việc không có gì chống phá. Chữ kỷ thì là thuộc thổ mà canh là thuộc kim, như vậy là nó âm ngũ hành là thổ sinh kim, cho nên là tháng này tuy không có cái chuyện gì nhưng mà có thể là một tháng đưa ra cái mức đầu tư hay là bỏ ra tốn một số tiền nhỏ, thì tháng này là tháng ăn chơi mà, cho nên tốn chút tiền chắc nghĩ cũng không có đến nỗi nào. Ăn rồi địa chi mùi dần thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau, cho nên có thể nói tháng này người kỷ mùi là vui vẻ, không có vấn đề gì ở trong gia đạo tình cảm dù gặp năm xung thái tế. À tiếp theo đó là tháng 2. Tháng 2 là tháng Tân Mão. À, tháng Tân Mão lại tiếp tục là một tháng mộc. Như vậy là sao? Mộc tiếp tục sinh hoạt, bổn mạng và sức khỏe của người kỷ mùi ở trong tháng 2 hoàn toàn ok, không có vấn đề gì. À, là tháng Tân của năm Tân, mình chữ kỷ sinh xuất tiếp xét về thiên can. À, cho nên là nó âm ngũ hành của thiên can thì là bị sinh xuất, nhưng mà tử vi thì không có hình hại, không có xung khắc nhau. Ok, công việc tiếp tục tốt, có thể tháng này là tháng đầu tư, mình nghĩ là tháng này tháng đầu tư rất là tốt. Vì sao? Vì địa chi có tam hợp, ha, à, mình tuổi mùi gặp tháng mão là hợi mão mùi tam hợp, à, tháng này tốt về gia đạo tình cảm, thậm chí là nó còn tốt cho cả cái việc mà các mối quan hệ mới ở trong cuộc sống. Tháng này nếu mà người kỷ mùi là dễ có chuyện vui, ha, à, các em độc thân là dễ có đào hoa đi cạnh lắm, ha. À. Rồi, tiếp đến đó là tháng 3. Tháng 3 âm lịch của năm Tân Sửu chính là tháng Nhâm Thìn, mà tháng Nhâm Thìn là tháng Thủy. À, năm Nhâm Thìn tức là năm 1952, người ta nói năm Thìn Bảo Lục đó. À, thì đó là năm Thủy mà, gặp Thìn nó rồng bay, nó phun nước đầy hết, cho nên là lục. Ha, thì đây là tháng Thủy. Mà người mệnh hỏa thì gặp tháng Thủy là Thủy khắc hỏa, bổn mạng bị tháng tương khắc, bổn mạng khá là xấu. Cẩn trọng bổn mạng, đề phòng những tai nạn phạm thân, đặc biệt nhá kỷ mùi nha, ở trong cái tháng này rất là dễ dấp cọng cỏ, dễ bị bắn bột lắm nha, cẩn thận. Rồi địa chi Nhâm Kỷ thì tự chủ bình hòa, không hình hại, không xung khắc nhau, tiếp tục là một tháng công việc không có vấn đề gì lớn, không có chống phá, không có gì phải quá lo lắng ha. Rồi địa chi Thìn Mùi, Thìn Tuất Sửu Mùi nằm trong bộ tứ hành xung, bộ tứ hành xung thổ. À, Thìn Tuất Sửu Mùi bốn cái này đều thổ hết, nhưng mà Thìn với Mùi nó xa nhau trong bộ tứ hành xung, có thể gia đạo tình cảm có chút buồn phiền nhưng nó không quá lớn, có cự cãi với chồng con đi nữa thì cũng không quá nặng nề đâu, đừng có cố xới nó ra ha. Ok, đó là tháng 6, quên, đó là tháng 3. Tiếp tục là tháng 4. Tháng 4 là tháng Quý Tỵ, mà tháng Quý Tỵ thì tiếp tục là tháng Thủy. À, tháng này là tháng Thủy âm, như vậy bổn mạng không khác tháng 3 khi bị Thủy khắc hỏa, bổn mạng bị tháng khắc, bổn mạng và sức khỏe suy yếu, cẩn trọng đề phòng những tai nạn phạm thân. Đây là một trong những cái hai cái tháng mà đề phòng nhiều một tí xíu, dù là mới đầu năm.
Rồi, thiên can kỷ của chữ kỷ mùi nó khắc chữ quý. Kỷ khắc quý, thiên can tương khắc tháng, công việc dễ gặp chống phá. Do là chữ kỷ khắc chữ quý cho nên là công việc của tháng này có chút trục trặc, đầy đà rối rắm. Tuy nhiên tổng hết thì chúng ta, các em vẫn có thể là giải quyết được, vì dù sao đi nữa thì các em khắc nó chứ không phải nó khắc em ha, là cũng còn đỡ một tí xíu, nhưng chắc chắn là sẽ đem đến buồn phiền. Mà người kỷ mùi mà gặp buồn phiền là nhanh xuống sức lắm, rồi đó là nản chí anh hùng lắm ha, không có đương đầu hay than vãn nhiều, nhưng đó là cái mệnh của kỷ mùi. Thôi thì nín thở mà vượt sông nha. Thiên can thì tỵ mùi không có vấn đề gì với nhau, cho nên là gia đạo tình cảm của cái tháng 4 của năm Tân Sửu năm 2021 thì không có vấn đề gì đối với người kỷ mùi. Điều này là tích cực vui. Ok, tiếp đến đó là tháng Giáp Ngọ, tháng 5 âm lịch của năm Tân Sửu. Có thể nói tháng này là tháng tốt nhất của người kỷ mùi về gia đạo và việc làm. Công việc, công danh, sự nghiệp của tháng này rất là ok. Vì sao? Vì chữ Giáp Ngọ đó là thuộc kim. Mạng thì là sao? Hỏa khắc kim, bổn mạng khắc tháng. Bổn mạng sức khỏe có chút không tốt đẹp, nhưng không quá nặng nề giống như là hai tháng thủy trên. Không đến nỗi là giáp cọng cỏ mà tới băng bột đâu. Lần này có giáp thì giáp con lương. Con lương ở giữa đường á thì dập diện thôi chứ còn không có giáp cọng cỏ đâu. Rồi, thiên can thì sao? Thì rất tốt đẹp. Tại sao mình nói tốt đẹp? Tại vì thiên can chữ giáp của giáp nọ là hợp chữ kỷ. Đấy là cái nhóm thiên can thuộc ngũ hợp. Mà thiên can thuộc ngũ hợp thì tài lộc hanh thông, công việc dễ sinh tiền tài, tốt đẹp, ngon lành ha. Thiên can địa chi là mùi với ngọ là lục hợp, cho nên là đây là cái tháng có thiên can ngũ hợp, địa chi lục hợp, chỉ có mạng là tương khắc một tí xíu thôi. Cho nên là mình nói tháng này có thể nói là tốt nhất trong cái khoảng đầu năm. Ngon lành ha. Rồi, tiếp đến đó là tháng tuổi của người kỷ mùi, sinh năm 1979. Vì sao? Vì cái tháng 6 âm lịch của năm Canh Tuất, năm Tân Sửu là tháng Ất Mùi. Tháng này có thể nói là tháng xấu nhất của người kỷ mùi ở trong năm Tân Sửu. Vì sao? Vì ngoài cái mệnh kim là mình hỏa khắc kim cũng giống cái tháng Giáp Ngọ đi, bổ mạng và sức khỏe có chút không tốt đi, thì cái chữ Ất của Ất Mùi tháng 6 nó khắc chữ kỷ. Đúng không? Ất khắc kỷ, mùi địa chi thì là tháng tuổi nữa, cho nên là địa chi thiên can là nói chung không tốt đẹp. Rồi đó là mạng thì khắc tháng, rõ ràng đây là tháng có nhiều cái điều không có tốt nhất từ đầu năm tới bây giờ. Cho nên là người kỷ mùi 1979 nữ mạng nhớ cẩn thận giùm mình. Vì sao? Vì hãy nhớ rằng năm nay tổng năm là các bạn vẫn phải chịu xung thái tuế, sủng mùi. Năm Sửu gặp tuổi mùi là xung thái tuế, cho nên là chắc chắn các bạn sẽ có nhiều cái điều rắc rối, đặc biệt là về phần gia đạo tình cảm và sức khỏe của mình khi có cả cái bổn mạng sinh xuất của năm ha. Nó chủ về cái sự khó khăn ở bổn mạng, chứ không có nặng nề về phần làm ăn. Người kỷ mùi thì vốn dĩ là người đi bước nào chắc bước đó, đặc biệt là nữ mạng, cho nên là mình nghĩ rằng là không có gì làm khó các bạn ở trong thời điểm này. Các bạn là một người sống có tích lũy, không có vung tay quá tráng, mọi điều phải tính xa, cho nên là đỡ đần hơn cái người mậu ngọ nữ mạng ở trong cái năm Canh Tý này. Như vậy thì mình đã tổng kết và chia sẻ với mọi người cái kiến thức cơ bản về tử vi của năm Tân Sửu năm 2021 đối với tuổi của kỷ mùi. Hy vọng rằng nó là một cái hành trang nhỏ để mà các bạn nữ kỷ mùi biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ứng dụng làm sao để mình có được cái năm, dù là xung thái tuế, mình cũng được thành công với cái sự kiên trì và cẩn thận của người kỷ mùi vốn có. Mọi người xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người khác được biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa xem, ai chưa đăng ký kênh Phong Thủy và Cuộc Sống cũng như Tử Vi và Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi, vận hạn 6 tháng đầu năm
của năm Tân Sửu năm 2021 đối với tụi của mọi người. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo. Bye bye.